Nam Em được khen ngợi tinh tế khi nhường ghế cho fan ngồi trong hậu trường đêm nhạc. Từ khi kết thúc cuộc thi nhan sắc, Nam Em đã bắt đầu trở về đúng với niềm đam mê của mình, chính là ca hát. Trở về từ cuộc thi, sức hút và sự yêu mến của khán giả dành cho Nam Em ngày một tăng lên khi mỗi đêm nhạc mà Nam Em góp mặt đều có rất đông khán giả đến xem, thậm chí là tặng cho cô nàng vô số những món quà từ mang ý nghĩa tinh thần cho đến vật chất. Mới đây, người hâm mộ lại càng thêm phần yêu mến Nam Em trước đoạn clip ghi lại hình ảnh cô nàng chụp ảnh cùng khán giả trong hậu trường đêm nhạc. Không chỉ luôn nở nụ cười trên môi đầy thân thiện, Nam Em còn ghi điểm mạnh mẽ khi nhường ghế cho một khán giả ngồi để có thể chụp ảnh dễ dàng hơn. Hành động tuy nhỏ nhưng đã khiến nhiều người nhận xét Nam Em là cô nàng tinh tế, quan tâm đến khán giả của mình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho cái tên Nam Em được công chúng đặc biệt yêu mến thời gian gần đây. Trong một đêm nhạc trước đó, Nam Em cũng đã khẳng định với khán giả về việc theo đuổi nghiệp ca hát lâu dài. Thật sự có thể nhiều người nói đúng, Nam Em phù hợp hơn với môi trường ca hát. Sau chuyến đi tìm kiếm thanh xuân, tôi cũng đã tìm được năng khiếu thực sự của tôi là âm nhạc, và tôi quyết định sẽ theo đuổi nó đến cuối đời luôn. Nam Em là trường hợp khá đặc biệt trong làng giải trí khi mang danh người đẹp đi hát, nhưng lại nhận được đông đảo sự quan tâm và ủng hộ từ khán giả. Ngày càng có những bước tiến vượt bậc trên con đường ca hát nhờ vào giọng hát tốt, tính cách hài hước, lầy lội trên sân khấu, mà mỗi đêm diễn của Nam Em đều nhận được nhiều hiệu ứng tốt từ khán giả.